trở lại bản tin ngắn, trở lại sự phản ứng đặc biệt có rất là nhiều phong trào của MAGA đứng lên và bảo vệ tổng chưởng lý của trưởng bang Texas là ông Ken Paxton. Ông Ken Paxton là một người đáng kính, người sáng lập của TPUSA Charlie Kirk cho biết tại sao, bởi vì anh ta kiện công ty Google một cách hiệu quả và đang thực hiện, đang truy lùng những cái tập đoàn đang cố ghét cái nước Mỹ của chúng ta. Trong khi đó Donald Trump Jr. con trai của ông Trump nói những gì cái đám Rhino tại Hạ viện trưởng bang Texas đang cố gắng làm mấy người yêu nước Mỹ trên hết ông Ken Paxton là một sự ô nhục cho nước Mỹ chúng ta. Trong khi đó ông Jake, một nhân vật rất nổi tiếng trên trang mạng Twitter và Truth Social, chúng tôi đang hiện chứng kiến một Cộng hòa giang chủ tịch quốc hội của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Texas, chủ tịch Hạ viện của tiểu bang Texas ông Dale Palin và những đảng viên đảng Cộng hòa giả mạo tại tiểu bang Texas đang bắn đứng những người bảo thủ, cố gắng lật ngược cái ý chí của cử tri bằng cách loại bỏ cái lá phiếu hợp pháp cho tổng trưởng lý của tiểu bang Texas ông Ken Paxton, người được bầu hợp lệ ra khỏi cái văn phòng của mình. Hãy vote out tất cả các đám Rhino vào tháng 3 năm nay. Trong khi đó, ông Mike David, người sáng lập của dự án trách nhiệm và giải trình Internet chống lại công nghệ lớn cho biết, chúng tôi luôn biết rằng chủ tịch Hạ viện của trưởng bang Texas không thật sự là đảng Cộng hòa. Tại sao mấy lần vội vã lựng toàn bộ trưởng tư pháp Ken Paxton vào ngày mai? Có gì phải vội vàng? Bằng chứng là gì? Trong khi đó, một phóng viên tại tờ báo One American News cho biết, khi tôi còn là phóng viên của One American News, bà Kenzie, tôi đã phỏng vấn tổng trưởng lý của trưởng bang Texas Ken Paxton nhiều lần. Cựu quan chức tòa đáp của ông Trump, phóng viên One American News cho biết ông ấy là một người yêu nước vô địch, một người chân chính trước ống kính. Cái bản luận tội này là giả tạo, chống lại những người yêu nước như ông Ken Paxton. Đảng Cộng hòa tại trưởng bang Texas đã lên tiếng rất là rõ ràng về điều này. Kể cả luôn một số cái nhân vật trong đó có những người ủng hộ cho ông Trump. Cái câu chuyện mà Cộng hòa giang tại trưởng bang Texas đã bắt đầu luận tội một nhân vật quan trọng và sự phản ứng của thành viên của đảng Cộng hòa là cần thiết. Tổng thống Trump sẽ xuất hiện trong tương lai như thế nào tôi không biết, nhưng mà tóm lại là câu chuyện chúng ta học hỏi đừng bao giờ ngủ quên đến chiến thắng, tại những cái tiểu bang đó nó có thể biến thành xanh là bởi vì nó sẽ có một đám Cộng hòa giang đang tồn tại tại một số cái tiểu bang này. Kinh hoàng về điều này. Cái vấn đề mà luận tội của tiểu bang Texas và kể cả luôn bộ trưởng bộ tư pháp của chính quyền Biden vẫn chưa có làm gì cả đối với ông này, nhưng mà trong đó tiểu bang của đảng Cộng hòa lại tiếp tục làm trước. Trong khi đó thì thành viên của đảng Cộng hòa, người đứng đầu chủ tịch của đảng Cộng hòa tiểu bang Texas đưa rằng cái cuộc luận tội này là hoàn toàn shameful, cuộc luận tội này là hoàn toàn giả tạo để chống lại một người yêu nước như là tổng trưởng lý của tiểu bang Texas. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cái sự kiện này cho quý vị trong những bản tin ngắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.